Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai, 15 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía Bắc của tỉnh, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về và mưa tại chỗ. Theo đó, tại trạm Bộc Quá, mực nước được dự báo vào ngày mai là 1,18m, tại trạm Tân Hưng là 1,96m và tại trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,88m. Ở trạm Hưng Điền B, mực nước đo được là 2,29m và 1,74m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở khu vực này xuống theo triều. Trong ngày mai có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho đến 8 giờ và 18 giờ cho đến 20 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,40m và tại trạm Bến Lức là 1,50m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 18 giờ cho đến 20 giờ. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới. Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ yếu dần đến trung bình. Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều mai có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.